MC Thanh Bạch kể cầm kéo tự đâm vào tim khi rơi vào bế tắc. Tập 14 chương trình Sau Ánh Hào Quang có sự tham gia của khách mời đặc biệt là MC Thanh Bạch. Nhắc đến anh, khán giả sẽ nhớ tới một MC hài hước và cách diễn sinh động. Anh được nhiều người yêu thích nhưng cũng không ít người ghét. Mắt thái độ ngôi sao khi làm việc. Tại Sau Ánh Hào Quang, Thanh Bạch lần đầu tiết lộ những bí mật sau những bộ cánh xe xua lè lẹt. Điều bất ngờ là mỗi lần đi show, anh luôn mang theo đến ba vali với rất nhiều trang phục để tiện thay đổi. Nổi tiếng thành công từ trẻ nhưng Thanh Bạch cũng có những phút giây lỡ lầm trong quá khứ. Cùng với sự nổi tiếng, anh cũng mang tiếng là người chảnh tỏ thái độ ngôi sao. Thanh Bạch kể từng rất khó chịu nếu ekip chương trình làm việc chung nếu để xảy ra sai sót. Anh đã không ngại yêu cầu nhà tổ chức đuổi các nhân viên làm anh phật ý với lý do tôi không thích làm việc chung. Được trọng vọng o bế là thế nên Thanh Bạch không ngờ có ngày rơi vào hố sâu khi những biến cố đến với mình trong năm 2007. Đau đớn và bế tắc, Thanh Bạch kể anh đã định cầm kéo để tự đâm vào tim. Trong phút giây ấy, hình ảnh của cha mẹ hiện lên đã níu tay anh lại. Thay vì đâm vào tim, Thanh Bạch cầm kéo cắt phăng mái tóc luôn phải dựng đứng suốt hàng chục năm qua và nhuộm màu bạch kim. Thời gian đó, anh bị công chúng ném đá không thương tiếc vì ngoại hình quá sức chịu đựng này. Đến với nghề MC vì yêu tiếng nói của một nam MC. Cũng trong chương trình, Thanh Bạch kể lại cơ duyên anh đến với nghề MC. Tôi đến với nghề MC vì yêu tiếng nói trầm dày của một người MC nam. Anh nói, với chàng trai miền Tây, thanh âm của người đàn ông mang giọng Hà Nội chuẩn thật lấm lánh, sang trọng đến lạ thường. Mỗi ngày, Thanh Bạch tưởng tượng mình đang dẫn chương trình cho các ngôi sao và tự tập luyện cùng chiếc máy cassette. Tuy vậy, anh cũng không nghĩ mình sẽ trở thành một MC hàng đầu như hiện tại. Thực tế, anh mơ trở thành họa sĩ. Khi được học bổng ở Nga, anh đã chọn thể loại kịch câm. Tiếp đó, qua sự gợi ý của một giảng viên, anh lại đến với ngành học tạp kỹ. Cuối cùng, nghề MC đã vận vào cuộc đời anh. Thanh Bạch thú nhận trở thành người nổi tiếng áp lực khủng khiếp, khiến cho nghệ sĩ mang cảm giác bỏ không được, mà theo cũng không xong. Bản thân anh dày dặn kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề, nhưng vẫn không tránh khỏi những tổn thương, đau lòng trước những bình luận tiêu cực từ khán giả.